Em vừa về một mẫu xe cỏ tiền cho cô chú anh chị nè, 204 mà đẹp lắm nha. Đây là mẫu Lanos huyền thoại đây bà con. Sơn xe bên ngoài trắng nè, từ những cái dòng chữ Daegu với biểu tượng với chữ Lanos phía sau là hầu như là mới tinh luôn. 49 nha, 4568 kẹp miếng dê phía sau, hai cụm đèn phía sau là theo xe luôn bà con. Đây là nguyên bản là bông sắt, nước sơn bên ngoài đẹp. Đây là mẫu xe tầm tiền ít dành cho những cô chú anh chị nào mới có bằng tập chạy tập lái, chạy ok. Hai cụm đèn phía trước là đèn mới, chủ nhà dán đèn bóng mờ, kết hợp ở dưới thì chúng ta sẽ có đèn gầm. Đó là form dáng em Daegu Lanos thương hiệu Hàn Quốc. Đồ đạc em này thì dễ thay dễ sửa và mức độ tiêu hao nhiên liệu của em này đâu đó loanh quanh 7 lít nha cô chú anh chị. Hai cụm đèn trước mới tinh, là chủ nhà dán bóng mờ đẹp không, khá là đẹp nha. Em này đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023 các bà con, sơn si chuẩn. Mấy mẫu này qua thời gian 5 tháng người ta tắm qua nước sơn rồi. Nội thất ở trong chủ nhà bọc rồi cô chú anh chị, bọc toàn bộ là ghế hoa văn. Hoa văn nhìn rất là như là tếu, anh chị thấy đẹp không? Đó, bọc hoa văn hết toàn bộ, tắp lô tắp bi liền liền. Em đây là trước kính bấm, sau là quay tay, chìa khóa lóc khóa mở cửa, màn hình cam dê đầy đủ các tính năng. Tắp bi nè, tắp bi qua thời gian 5 tháng nó xuống màu. Đó, tắp bi rin nó hơi xuống màu một tí xíu. Mua về là bà con che nắng che mưa thôi. Mẫu này tập chạy thì ok, kính là kính rin của xe nhá. Nhà cô chú anh chị, ở người ta bọc cái ghế nhìn dễ thương không? Bọc ghế mới tinh nè, trần nè, ở chủ nhà cũng đã bọc lên full toàn bộ trần 5D, ghế 5D rồi. Em này cặp vỏ sau mới tinh, bốn vỏ mới, nói chung bốn vỏ mới nha, bốn vỏ khá là mới, được chưa bà con? Đây nè, bốn vỏ là mới tinh nha. Đầm bọc ở trong trước có một chủ nhà người ta làm lại rồi, người ta hàng sắt vô người ta làm nó béo luôn. Thường thường mấy cái này nó hay một cái mộc mộc dè này, ta làm lại chỗ này tay nắm, để chừng anh đặt tay nắm mới. Mở nắp capo lên cho anh đi. Máy nè, máy lắc chìa khóa nổ, trợ lực. Em này trợ lực nhẹ nha, trợ lực rất là nhẹ. Thử máy lạnh, máy lạnh AC mở phải có lạnh rồi nha cô chú anh chị. À, tắp lô tắp bi liền lạc. Được cái mẫu này ngày xưa người ta không có chạy dịch vụ bà con, đó là mẫu ít tiền thôi bà con. Có nhà hứng mua về che nắng che mưa thì alo cho Trần Anh Ô Tô. Bản đủ sẽ báo thu máy, báo km, báo xăng, báo nhiệt, báo cửa, các tính năng đang hoạt động, cùi cùi của cổ. Tắp bi ta dán carbon hết toàn bộ, báo vậy thôi bà con. Có cả miếng dê đầy đủ các tính năng nha. Đây là cục máy, em này cổ máy êm ru nè bà con. Được cái chất xe không cứng không lỗi, anh chị hàng cổ máy êm không, máy là bao êm. Máy này đời này chắc chạy thời gian 1 tháng người ta, máy số người ta làm hết rồi đâu còn nữa. Mặt ở dưới làm rồi nè, đây nè, mặt này làm rồi nè, cái máy làm rồi thì đời này mà làm nó mới êm được bà con, thấy không? Cái cục máy người ta làm xong bà con thấy êm không? Lỗ như xe này mới, đây nè cô chú chị, nó có cỏ mới chịu đây bà con, không có tí độ hơi, máy móc canh chỉnh làm hết rồi nha. Hai bên kèm cuộc theo xe. Đó, bà con nào vừa có bằng lái lấy cái mẫu ra đây chạy ok, va quẹt thoải mái, chả ảnh hưởng, chả xi nhê. Keo nắp capo vẫn còn rim anh chị nè. Đó, xe cỏ thôi bà con, được chưa? Keo chỉ trên nắp capo rim hết theo xe. Bên đây chúng ta có hệ thống dynamo sạc rồi. Bà con phải hiểu dynamo sạc là nó cung cấp, nó nuôi dưỡng nguyên một cái động cơ của máy. Khi mà dynamo này ngừng hoạt động thì lập tức bình nó sẽ cung cấp cho máy. Và bình cung cấp cho máy thì chắc chắn rồi, không có cái nhiên liệu nạp vô đây thì chắc chắn là sẽ nằm đường. Đó là cái dynamo này nó chiếm tỷ lệ khá là cao ở trong cái phần động cơ của máy cô chú anh chị nha. Dynamo sạc là cung cấp toàn bộ điện vô bình, vô máy cho cô chú anh chị nè. Khi bà con chạy xe thì nó sạc vào đây. Đó, nó sạc vào đây nuôi dưỡng máy nè. Không có dynamo sạc coi như là không ăn thua nha bà con nha. Mạc tem nguyên bản của dòng Daegu Lanos, xe của bóp ít tiền che nắng che mưa, được cái máy êm. Đóng nắp lại đi em, đóng nắp quyền ơi.
form nè, form chuẩn chỉ vô đuôi. Bà con trải nghiệm phần cốp sau nè. Đây bà con. Trời ơi. Ủa cái cốp sau không giòn à? Sao đồ tùm lum vậy? Cốp sau. Mấy cái này để cho giòn lấy cốp sau nó sạch sẽ đi. Sơn bên ngoài đẹp nha, sơn bên ngoài là ok luôn, sơn xi bên ngoài là không chê nha. À, mấy cái mấy chỗ lặt vặt này khắc phục nè, như là tay nắm cửa phía sau nè, rồi vài thôi con em được máy, được cục máy ngon, kính bấm nè, kính bấm của chú anh chị, trần nè, đó từ kèo cột trần chủ nhà bọc nó toàn bộ 5D rồi, nội thất ở trong thì nhìn gọn gàng sạch sẽ, tắp bi qua thời gian tháng nó phai mờ ra một tí xíu thôi, mấy xe cỏ thì nói vậy đó. Cầm bọc ở trong rồi. Cái gầm 2004 và con nhìn sáng trưng. Anh chị có mục không ạ? À? Không dấu hiệu là mục bọ dưới gầm nha. Đó gầm bề. Gầm bề là sáng trưng và con. Không phải thôi. Đam mê mẫu này thì alo cho em. Mẫu này thì đâu đó có 65 triệu. Mua bớt cho 5 triệu 60. SX204 dòng này đăng kiểm 1 năm nha. 203 bây giờ là đăng kiểm 1 năm rồi cô chú anh chị ạ. Thì 204 sẽ đăng kiểm 1 năm. Còn 6 năm nữa nha cô chú anh chị nha. Đó bà con kết mẫu này thì alo cho Trần Anh Ô Tô. Giá hợp lý đến với tay người sử dụng. Nói chung là người nghèo cũng có xe ô tô chạy. Không lo về vấn đề về tiền bạc hay là vấn đề gì đâu nha. Có bên Trần Anh ok hết cho bà con cô bác rồi. Được cho bà con cô bác. Đăng ký kênh ủng hộ cho Trần Anh. Em khép lại chương trình tại đây này. Trần Anh, see you and goodbye.